Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 16 tháng 7 hôm nay, chúng ta sẽ quay trở về cập nhật tình hình chiến sự Nga Ukraina và những gì đang diễn ra ở phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Sau sự cố ám sát bất thành với cựu tổng thống Donald Trump, về tình hình trên chiến trường thực địa cũng không có gì thay đổi quá lớn Nó chỉ là một sự nghiền ép một chiều từ phía Nga Họ đang tăng tăng tiến lên ở hai khu vực chính là Adipka và Toret Theo hướng Adipka, bản đồ của chế độ Kiev đã cập nhật Nga đã tiến vào kiểm soát 50% khu định cư Novo Selivka Persa. Báo cáo của Nga cũng khẳng định điều này. Họ nói rằng cụm quân trung tâm đã hạ gục kẻ thù từ Novo chiếm phần lớn ngôi làng và khiến cho lính Ukraine phải bỏ chạy. Báo cáo của Ukraine cũng chỉ ra rằng, theo hướng Novo selipka người Nga đã phản công và đánh bật lực lượng vũ trang Kiev ra khỏi trung tâm. Họ cũng đang bắt đầu gây áp lực lên sườn phía Bắc, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui ở khu vực ngoại ô phía Tây của ngôi làng. Nga còn tiếp tục gây áp lực từ phía Đông Nam. Kết luận báo cáo của Ukraine rất ngắn gọn, đó là dù ai nói ngả nói nghiêng thì phần lớn ngôi làng Novo đã nằm trong sự kiểm soát của người Nga. Và ở ngay phía trên, bốn khu định cử Vozizhenka, Luzuvaske, Prores, Volche, cụm quân của Nga đã hoàn toàn áp sát, đặc biệt là hai khu định cử Luzuvaske và Vozizhenka. Theo bản đồ cập nhật của chế độ Kiev thì khu định cư Luzuvaske đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một vùng màu xám, có nghĩa là vùng đang giao tranh. Nhưng về mặt bản chất, người Nga nói rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát khu định cư này. Ở Vozizhenka cũng vậy, Nga đã tiến được vào khu trung tâm, vùng màu xám đã bao phủ khu vực đó. Còn hai khu định cư Prores và Volche, ngày hôm nay Nga cũng đã có những bước tiến quan trọng, vùng màu xám đã lan dần vào sát khu định cư. Trong khi đó, theo hướng Torres và New York, Bản đồ cập nhật của Ukraine chỉ ra rằng khu định cư Pidene đã nằm trong sự kiểm soát của Nga và người Nga đang tiếp tục tấn công vào khu định cư Zaline. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng trên thực tế họ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát các khu vực ở ngoại ô Torets. Các khu định cư như là Zaline, Piniche, Dejuba được các phóng viên chiến trường Ukraine thừa nhận nó gần như đã nằm trong sự kiểm soát của Nga. Trong khi đó ở khu vực Odessa nằm cách xa tiền tuyến, ngày hôm nay đã ghi nhận một vụ tập kích của Nga bằng tên lửa Iskander vào một căn cứ không quân của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này. Báo cáo của Nga nói rằng máy bay trinh sát của họ đã liên tục tìm kiếm những mục tiêu khả nghi ở vùng Odessa. Họ đã phát hiện ra một sân bay ở Gidrobot. Đây là nơi Ukraine triển khai một số loại máy bay khác nhau, bao gồm cả những máy bay không người lái. Tọa độ đã được gửi về và ngay lập tức lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa Iskander để tập kích chính xác mục tiêu. Báo cáo về thiệt hại ở khu vực này của Nga có đoạn, họ đã tiêu diệt nhà chứa máy bay với 8 chiếc máy bay trong đó. Ngoài ra, còn thêm 3 chiếc máy bay không người lái loại lớn và 10 chiếc UAV cỡ nhỏ. Vậy có thể nói chỉ trong vòng vài tháng qua, Nga đã liên tục tập kích vào những sân bay trên khắp lãnh thổ Ukraine và thiệt hại của chế độ Kiev ghi nhận được là không thể cân đong đo đếm. Ngoài việc tổn thất về máy bay, Ukraine còn tổn thất cả những đường bằng khiến cho những chiếc F-16 được NATO nói rằng đã vận chuyển tới Ukraine không có nơi nào để cất cánh nữa. Đấy là tôi còn chưa nói tới những chuyên gia cao cấp của NATO đã đăng xuất cùng với những vụ tấn công trên. Điều này được xác nhận trong một báo cáo vô cùng hoài nghi từ phía Mỹ. Khi mà một tướng cao cấp của họ đã được cáo phó vào ngày hôm nay rằng chết một cách tự nhiên. Nếu nhìn hồ sơ của vị tướng này, chúng ta có thể hốt cả hền. Bởi vì ông ấy là một trong những người đứng đầu lực lượng không quân của Mỹ. Người chịu trách nhiệm trực tiếp chuyển giao những chiếc F-16 cho Ukraine tờ The Hill của Mỹ đã có một bài viết chỉ ra chi tiết về cái chết kỳ lạ của tùy viên đại sứ quán Mỹ ở Kiev vào cuối tháng 6. Nó hoàn toàn trùng khớp với những sự kiện Nga sử dụng Iskander để tấn công một số sân bay của Ukraine. Cao phó của Hoa Kỳ chỉ ra rằng vị tướng này tên là Richard Harry Kilin. Ngoài việc ông ấy là tùy viên đại sứ quán của Hoa Kỳ ở Kiev, nói chung đây là một chức vụ để che mặt, còn về bản chất, Kilin chính là một trong những người đứng đầu không quân của Hoa Kỳ với rất nhiều huân chương chiến công, cao quý nhất Hãy nhìn vào thành tích của ông ấy trong cao phó, chúng ta có thể thấy được rằng đây là một vị tướng cao cấp như thế nào. Cà phó đã chỉ ra rằng người đàn ông 57 tuổi này đã đột ngột qua đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2024 tại thủ đô Kiev, Ukraine. Lý do qua đời vô cùng rời hơi đất hỡi, được người Mỹ nói rằng ông ấy chết do lượng cholesterol tăng cao. Chúa ơi, một phi công hoàng già, người có chế độ ăn và luyện tập vô cùng nghiêm ngặt lại chết vì mỡ máu cao, khi hình thể của người đàn ông này hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh thậm chí là không hề béo. Vậy chúng ta có thể khẳng định rằng Richard Kilin đã chết một cách tự nhiên trong ngoặc kép, giống như nhiều quan chức cấp cao của NATO khi tới Ukraine. Nhiệm vụ của Kilin khi ở Ukraine là gì? Không phải là tùy viên đại sứ mà ông ấy trực tiếp tham gia tổ chức cung cấp những chiếc máy bay chiến đấu F16 cho chế độ Zelensky. Như vậy rõ ràng ông ấy phải tới một số sân bay để khảo sát điều kiện để cho những chiếc F16 có thể cất cánh ở Ukraine. Vậy điều gì đã xảy ra với người đàn ông này? Rất có thể trong một số viếng thăm sân bay Ukraine của mình, ông ấy đã bị một tên lửa Iskander hỏi thăm. Và sau đó đã mất bởi vì cholesterol tăng cao. Với tôi đây là một tổn thất vô cùng to lớn cho NATO, cho Hoa Kỳ bởi vì người đàn ông này có giá trị thậm chí gấp nhiều lần những chiếc máy bay F-16. Bạn phải biết rằng để đào tạo một phi công, đặc biệt là phi công lái máy bay chiến đấu là hao tài tốn của như thế nào, chưa kể tới những kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm qua của Richard Kilin khi ông đã tham gia mọi mặt trận của lực lượng không quân Hoa Kỳ và giành được những huy chương cao quý nhất. Có vẻ như người nga một lần nữa đã trúng sổ số khi mà trong đợt tập kích vừa qua họ đã câu được một chú cá lớn. Trên đây là toàn bộ tình hình mới nhất tại chiến trường Ukraine. Bây giờ chúng ta chuyển qua một chút về Hoa Kỳ nơi đã xảy ra vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Nói chung về vụ ám sát này tôi đã làm rất nhiều video để phân tích khá là đầy đủ chúng ta sẽ không nói về nó nữa mà nói về việc sau vụ ám sát donald trump đã khiến nước mỹ xoay chuyển như thế nào trên cnn cơ quan ngôn luận của đảng dân chủ giờ đây cũng không thể tìm ra được một lời lẽ nào để có thể bác bỏ sự thành công của donald trump họ liên tục đưa ra những bài viết về sự thay đổi rất lớn đầu tiên là giá bitcoin đã tăng vọt khi các nhà đầu tư đặt cược vào chiến thắng của trump trong cuộc bầu cử sau vụ ám sát theo đó, giá Bitcoin đã tăng 9,5% lên 62.980 đô la trong phiên giao dịch vào buổi sáng ngày hôm nay tại London. Biết rằng trước đó Trump đã từng lên án tiền điện tử trong thời gian ông ấy làm tổng thống. Trump nói rằng giá trị của chúng dựa trên hư không. Nhưng giờ đây, chính Trump đã thay đổi quan điểm khi chiến dịch tranh cử của ông thậm chí còn chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trump từng nói rằng nếu ông ấy được làm tổng thống, ông ấy sẽ chấm dứt cuộc đàn áp tiền điện tử phi pháp và phản Mỹ của Đảng Dân Chủ. Chính vì vậy không có gì lạ sau vụ ám sát đột ngột Bitcoin tăng tới tận 10%. Trong khi đó, ngay cả những mạng xã hội ở Trung Quốc cũng đang sôi sục và bàn tán về vụ ám sát trầm. CNN tổng hợp một số tiêu điểm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Theo đó, người dùng mạng xã hội trùng ca ngợi cựu Tổng thống Donald Trump vì ông đã có một phản xạ nhanh nhạy cùng một chút may mắn để né đường đạn. Một bình luận tiêu biểu đã nói như sau. Chỉ cần xét đến phản ứng nhanh nhạy và sự nhanh nhẹn của ông ấy khi cúi xuống, tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump. Tôi cá là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ mất rất nhiều thời gian để cúi xuống. Sự cố vừa qua khiến Trump giống một Tổng thống Hollywood của Mỹ truyền thống hơn. Trong khi đó, đúng như dự đoán của chúng ta, mọi sự nghi ngờ hay áp lực đều đổ dồn vào sở mật vụ Mỹ khi mà họ đã rất tắc trách để sát thủ có thể tự do thoải mái leo lên mái nhà ám sát Donald Trump. Chính CNN được cho là đã yêu cầu giám đốc sở mật vụ nên được về hưu sớm. Nhà phân tích an ninh quốc gia cấp cao của CNN là KM cho biết, Tổng thống Joe Biden nên cho giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, Kim Perley nghỉ phép trong bối cảnh cơ quan này đang bị giám sát chặt chẽ về cách xử lý vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Từ nghỉ phép này được đưa vào trong ngoặc kép, có nghĩa là bà ấy nên về hưu non. Lý giải cho yêu cầu này, nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN nói rằng, về cơ bản, Sở mật vụ Mỹ chỉ có một công việc duy nhất, đó là bảo vệ người khác, nhưng họ đã thất bại nếu cơ quan này muốn phát triển hơn nữa thì những người có trách nhiệm cần phải trả giá cho sự việc trên. Trong khi đó, người là tâm điểm chính trong vụ ám sát vừa qua, cựu tổng thống và cũng là ứng cử viên Donald Trump đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với một bên tai băng bó tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Wisconsin. Trump đã được chào đón bởi sự hò reo cuồng nhiệt và những tràng pháo tay như sấm. Người dân Mỹ có mặt tại đại hội hô vang câu khẩu hiệu USA, USA đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh. Tham gia sự kiện này còn có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cùng nhà báo Tucker Carlson, người đã thực hiện một cuộc phỏng vấn định mệnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có một điểm kỳ lạ là trong đại hội của Đảng Cộng Hòa này, người ta không nói Trump là ứng cử viên Tổng thống nữa, mà họ khẳng định rằng Trump đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Bất chấp cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 mới diễn ra. Có vẻ như sau vụ ám sát hụt không còn lý do gì và cũng không ai nghi ngờ về chuyện Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của Hoa Kỳ nữa. Tuy nhiên, tin tức vui cho người này thì lại là nỗi buồn cho người khác. Đảng Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden đang tỏ ra vô cùng yếu thế trong cuộc tranh đùa. Chưa kể tới, nếu Trump thực sự là Tổng thống 47 của Hoa Kỳ thì đó sẽ là một sự kết thúc cho chế độ của Zelensky. Tại sao ừ? Bởi vì trong những bài phát biểu tranh cử tổng thống của mình, cha hứa rằng nếu ông ấy làm tổng thống, ông ấy sẽ ngay lập tức kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine. Và một lần nữa trong đại hội Đảng Cộng Hòa vừa qua, Trump đã có một bước đi quyết định để cho thấy rằng điều ông ấy nói là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, Trump đã nói rằng nếu ông ấy làm tổng thống, ông ấy sẽ chọn ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống. Đó là thượng nghị sĩ J.D. Vance. Và Yedivan là một chính trị gia cực kỳ chống Ukraine, ông ấy đã rất nhiều lần kiên quyết phản đối việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho chế độ Kiev. Vào năm 2023, chính Yedivan đã ký đơn kêu gọi Biden ngừng hỗ trợ không giới hạn cho chế độ Zelensky. Ông ấy đe dọa chặn tất cả các gói viện trợ nếu Biden không đưa ra một chiến lược nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine thậm chí trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, divan từng khẳng định rằng ông ấy không hề quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra ở Ukraine theo bất kỳ cách này hay cách khác. Thượng nghị sĩ này còn nói thêm rằng trong các vấn đề về Ukraine, tất cả những người có đầu óc đều biết rằng chuyện này sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán. Ukraine về mặt chức năng là một quốc gia đã bị hủy hoại chính sách Ukraine của Hoa Kỳ là không bền vững. Độ tuổi trung bình của một người lính Ukraine trong quân đội là 43, thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Không ai có thể nói rõ 61 tỷ đô la viện trợ sẽ đạt được điều gì. Vì vậy, chúng ta cần phải thúc đẩy thương lượng để chấm dứt chiến tranh. Tất nhiên, có được thì có mất, không có lợi cho Ukraine, nhưng lại có lợi cho Israel và Đài Loan, bởi vì Đảng Cộng Hòa là một trong những đảng ủng hộ chiến dịch của Israel cũng như Đài Loan để chống Trung Quốc và Iran. Zidivan cũng là một trong những người ủng hộ quyết sách đó. Thế nên với tôi, việc Trump lên làm tổng thống có khả năng kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng không hẳn là thế giới sẽ yên bình. Một cuộc xung đột này khép lại thì sẽ có một cuộc xung đột khác nổ ra. Bởi đơn giản, đây chính là quyết sách định hình địa chính trị của Hoa Kỳ trong rất nhiều năm, trong rất nhiều đời tổng thống. Bất kể họ có là thành viên của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa thì nó cũng đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện các chính sách của giới tài phật ngầm, những người thực sự mới nắm quyền điều khiển nước Mỹ. Hãy nghe cương lĩnh vừa qua của Đại hội Đảng Cộng Hòa, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Có 3 điểm chính trong cương lĩnh của họ. Thứ nhất là Đảng Cộng Hòa hứa với những người dân Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Thứ hai, Đảng Cộng Hòa không nói trực tiếp đến Nga hay Ukraine, nhưng họ nói về việc họ sẽ khôi phục nền hòa bình ở châu Âu. Cuối cùng là Đảng Cộng Hòa hứa sẽ xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa Iron Dome hay còn được gọi là vòm sắt trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ. Như vậy có thể hiểu là nếu Trump đắc cử Tổng thống, Đảng Cộng Hòa sẽ thực hiện những chính sách này, mang lại nền hòa bình ở châu Âu và tiếp tục ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Trung Đông. Tất nhiên, đây là tôi mới chỉ tính một vế, câu chuyện hòa bình ở Ukraine còn phải hỏi những người Nga, hỏi Tổng thống Putin. Nga chắc chắn cũng muốn hòa đảm, nhưng nó phải dựa trên những điều kiện thực tế và những yêu cầu từ phía Moscow. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới nếu xem nào có thừa tiền lẻ năm hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh theo thông tin bên dưới góc phải màn hình nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo